Kính chào quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe là vấn đề đáng để chúng ta lưu tâm hơn bao giờ hết. Thế nhưng vì nhịp sống quá bận rộn và vội vã mà con người đã quên mất rằng cơ thể mình cần được nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng sau một ngày dài học tập làm việc. Bạn cần cho bản thân được thư giãn nghỉ ngơi khi phát hiện những dấu hiệu suy giảm sức khỏe sau đây. Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, trong khi làm việc, tập thể dục hay tham gia các môn thể thao, đôi khi cơ thể bạn sẽ cảm thấy uể oải, các cơ sẽ dễ dàng bị nhức mỏi, đầu óc không linh hoạt dẫn đến hiệu quả công việc hoặc các hoạt động sẽ không được tốt. Những dấu hiệu trên có thể do cơ thể đang gặp phải những vấn đề về sức khỏe và bạn cần phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi. Chán ăn và mất ngủ Cơ thể bạn có thể nhanh mất sức nếu bạn gặp phải trường hợp mất ngủ và chán ăn. Tuy nhiên, các bạn nên biết rằng những dấu hiệu này cũng là do các vấn đề về sức khỏe hay tâm trạng của chính bạn. Khi chịu quá nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ gặp phải chán ăn và mất ngủ. Bạn nên nghỉ ngơi và giảm bớt công việc để tránh những ảnh hưởng xấu hơn đối với cơ thể. Theo tiến sĩ Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, Giảm cảm giác ngon miệng, sụt cân là một trong 10 dấu hiệu nhận biết bệnh trầm cảm, đặc biệt là nếu triệu chứng xuất hiện liên tục từ 2 tuần trở lên thì được xem là một trong những dấu hiệu quan trọng chuẩn đoán bệnh. Tình trạng mệt mỏi, chán ăn, sụt cân có thể do nguyên nhân thần kinh hoặc do một bệnh lý mãn tính như lao, sốt rét, ung thư. Ngoài ra, chán ăn cũng là một biểu hiện của bệnh về nội tiết tố, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, suy tuyến giáp hay suy tuyến thượng thận. da rẻ xanh sao, thô giáp. Những ảnh hưởng từ việc thiếu ngủ và chán ăn có thể khiến cơ thể bạn trở nên suy nhược. Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất đó là việc da của bạn sẽ xanh sao, không còn được hồng hào và mịn màng như trước. Nguyên nhân có thể do cơ thể không được cung cấp đủ vitamin B2, vitamin B3 sẽ gây ra sự rối loạn các tuyến nhờn trên da, làm cho da khô, chóc vẩy mỏng, đặc biệt là ở những chỗ da có nếp gấp bạn có thể bổ sung thêm vitamin B cho cơ thể từ các loại thực phẩm như gan, thận, thịt bò, thịt gà, thịt lợn, sữa, cơm gạo, cung cấp đủ nước cho cơ thể và dành thời gian nhiều hơn để nghỉ ngơi. Trí nhớ bị suy giảm rõ rệt khi gặp phải những vấn đề về trí nhớ, đặc biệt là việc thường xuyên quên, dù là những thứ rất nhỏ nhặt và đơn giản, ví dụ như việc bạn không thể nhớ được vị trí, đặt điện thoại, chìa khóa hay ví tiền. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến công việc và cuộc sống hàng ngày của bạn. Việc trí nhớ của bạn bị giảm đi có thể là do sự mất ngủ hoặc do các căng thẳng hàng ngày. Sức đề kháng bị suy giảm. Đôi khi cơ thể bạn sẽ thường xuyên và dễ dàng mắc phải những căn bệnh như sốt, cảm lạnh, ho, nguyên nhân chính là do hệ miễn dịch của cơ thể đang yếu đi, làm cho cơ thể mệt mỏi, dễ mắc bệnh. Bạn cần phải cho cơ thể nghỉ ngơi để phòng tránh những căn bệnh này ảnh hưởng nhiều hơn đến sức khỏe của bạn. Những dấu hiệu suy giảm hệ miễn dịch, bạn cần thận trọng như thường xuyên mất ngủ, gặp rối loạn tiêu hóa, luôn thèm đồ ngọt, tăng cân nhanh chóng, da khô sạm, mụn trứng cá tâm trạng bực bội và dễ cáo gắt với mọi người xung quanh. Đôi khi cơ thể bạn xuất hiện những dấu hiệu trên mà bạn không hề để ý, có những lúc bạn cảm thấy khó chịu và bực bội với những thứ bình thường hàng ngày vẫn diễn ra. Bạn thường cáo gắt, gây sự vô cớ để xảy ra những hậu quả không đáng có. Điều đó làm ảnh hưởng đến công việc và giao tiếp với mọi người rất nhiều. Những vấn đề về sức khỏe, công việc trồng chất, áp lực có thể khiến Vùng sau đầu của bạn trở nên đau nhức, nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của mỗi người. Bên cạnh đó, điều này khiến bạn khó đưa ra một quyết định như việc chọn món ăn hay nước uống mà bạn vẫn thường dùng. Nếu những dấu hiệu trên xuất hiện thường xuyên thì đó chính là do bạn đang bị căng thẳng và gặp quá nhiều áp lực. Bạn cần phải nghỉ ngơi để có thể giúp tâm trạng thoải mái và nhanh chóng lấy lại nhịp sống bình thường. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi sẽ truyền tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong những chương trình tiếp theo.